bỏ lỡ video này nếu bạn đang quan tâm tới một chiếc camera hành trình rẻ, chất, xịn. Xin chào, các bạn đã quay trở lại cùng với Web Vision Review. Và như các bạn cũng biết thì thị trường camera đang rất là náo loạn bởi một siêu phẩm vừa mới ra mắt của Web Vision. Và với mức giá thì có thể chiều lòng hầu hết khách hàng. Chắc hẳn là các bạn cũng rất là tò mò đây là sản phẩm gì đúng không nào? Tôi sẽ bật mí cho các bạn ngay sau đây. Là ba từ mà tôi muốn nhắc đến sản phẩm Web Vision A18 vừa mới ra mắt vào đầu tháng 6 năm 2020. Và đầu tiên phải nói đến là rẻ, với mức giá chỉ 3.290.000 là bạn có thể dinh ngay một chiếc camera hành trình về với xế hộp của mình rồi. Và so với các sản phẩm trong cùng phân khúc thì A18 đúng là vượt trội hơn hẳn. Vậy có giá thành rẻ rồi thì chất ở đâu và chất ở điểm gì? Phải kể đến cái chất đầu tiên, đó chính là một cái rất là quan trọng đối với bất kể một chiếc camera hành trình nào, đó chính là chất lượng ghi hình. Vượt lên trên chế độ Full HD thì camera hành trình A18 được trang bị chất lượng ghi hình 2K cho hình ảnh siêu nét, siêu chân thực như thế này. Ngoài chất lượng ghi hình ra thì A18 còn được kế thừa ống kính CPL như của sản phẩm A28 của Web Vision và nó giúp cho hình ảnh ghi lại có màu sắc ấn tượng hơn hẳn. Và như các bạn có thể thấy là màu trời hay là cây cối xanh hơn hẳn đúng không ạ? Và cái chất thứ hai phải kể đến đó chính là độ bền của sản phẩm. A18 được trang bị công nghệ siêu tụ điện thay thế cho pin thông thường và công nghệ này sẽ đảm bảo độ an toàn hơn, sạc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bạn sẽ không cần phải lo lắng đến vấn đề là pin hỏng, pin chai hay là hiện tượng cháy nổ khi mà mình để xe ở ngoài trời có nhiệt độ cao nữa. Ngoài ra, sản phẩm Web Vision A18 còn được trang bị tính năng cảnh báo biển báo giao thông nhờ vào dữ liệu Navitail sẽ giúp mình cảnh báo trước các biển báo giao thông một cách rõ ràng và chi tiết hơn như thế này. Vào khu vực thành phố, tốc độ giới hạn là 50 km/h. Ra ngoài khu vực thành phố, tốc độ giới hạn là 80 km/h. Cấm vượt. Vào trạm thu phí. Hoặc cảnh sát giao thông. Đó là những biển báo mà có thể khi lái xe bạn không chú ý đến hoặc là có thể bị bắt lỗi bất cứ lúc nào, nhưng mà nhờ vào dữ liệu bản đồ Navitail mà các bác tài có thể lái xe an tâm hơn. Chú ý, bạn đang đi quá tốc độ, vui lòng giảm tốc độ. Camera giám sát, tốc độ giới hạn là 60 km/h. Và có một điều đặc biệt nữa mà hầu hết tất cả các sản phẩm camera hành trình trên thị trường hiện nay chưa từng có, đó chính là tính năng quét biển báo giao thông nhờ vào trang bị chức năng Traffic Sign Recognition System. Đây là chức năng đọc các biển báo tốc độ bằng số thiết kế theo chuẩn quốc tế. Với chức năng này, Web Vision A18 có thể quét và đọc các biển báo giới hạn tốc độ, giúp chúng xử lý, phân tích các biển báo tốc độ hiển thị theo tiêu chuẩn thiết kế. 40 km/h. 30 km/h. Thay đổi tốc độ giới hạn. Tốc độ giới hạn là 100 km/h. 100 km/h. Đa số các sản phẩm của Web Vision đều có khả năng kết nối Wi-Fi, giúp chia sẻ dữ liệu trực tiếp, cập nhật phần mềm nhanh chóng và A18 cũng không phải là một ngoại lệ. Với thiết kế nhỏ gọn mang lại tiện ích tối đa cho người sử dụng, các bác tài sẽ không phải tháo thẻ nhớ để lắp sang một thiết bị khác lấy dữ liệu video mà camera ghi lại được. Mà giờ đây chỉ với việc kết nối Wi-Fi đơn giản là các bác tài có thể chia sẻ video rất là thú vị mà camera ghi lại được rồi. We'll be right back.
Vision, thương hiệu camera hành trình số 1 Việt Nam. Rẻ đồng nghĩa với không phải hàng xịn là quan niệm của đại đa số người tiêu dùng. Nhưng riêng với sản phẩm WebVision A18 là sản phẩm chính hãng của WebVision Việt Nam, có chế độ bảo hành lên đến 24 tháng, lỗi 1 đổi 1. Ngoài ra thì WebVision còn hỗ trợ khách hàng lắp đặt mọi lúc mọi nơi. Những tính năng trên liệu đã đúng với ba từ rẻ, chất, xịn mà Trang vừa đề cập ở bên trên chưa? Nếu các bạn yêu thích và có bất cứ thắc mắc gì về sản phẩm này của chúng tôi thì vui lòng để lại comment ngay dưới video. Hãy like và theo dõi fanpage WebVision Việt Nam để biết những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.